Chào các bác, xin chào anh em nhé. Có con lọc giàn đại của Onkyo, phải nói là đẹp như mới tinh luôn. Con này nó đẹp quá nên là cửa hàng phải nhập về để bán cho anh em. Mặc dù cửa hàng vẫn còn rất nhiều lọc, lọc to thì còn nhiều lắm, nhưng mà con này nó đẹp, đẹp quá mức đây là cửa hàng vẫn nhập về cho anh em. Một con lọc giàn đại, hàng mạng, hàng đấu giá các bác nhé. Các bác có thể thấy là nó như mới tinh luôn, thì nó sẽ thích hợp cho anh em nào thích những cái sản phẩm đẹp keng, đẹp xuất sắc. Và con lọc này cửa hàng báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, nó là giá 2,5 triệu và bao ship luôn cho anh em. Zin tuyệt đối và chưa mở ốc, và cửa hàng cũng chả cần mở ốc đâu, muốn để zin luôn cho anh em dùng đấy các bác nhá. Nó đẹp gần như mới tinh luôn, nước sơn này các bác không thấy một cái xước sát gì ở trên cái nắp. Đây, nhìn mặt tiền mê ly chưa anh em, nhìn chỗ này nó mê ly chưa này, đấy. Nó mới cứng cựa luôn. Đây là nguyên nhân mà để cửa hàng dẫn đến một cái quyết định là nhập nó về. Đấy, nhập nó về các bác nhá. Nói là mê ly luôn. Size là size 33 các bác nhá, cả bề sâu và bề ngang là 33. Anh em có thể đặt vào dàn trung, dàn đại hoặc là vào bộ âm thanh nhà các bác để nghe nhạc hoặc hát karaoke đều được. 2, 4, 6, 8, 10 cần gạt cho một với loa. Đấy. 10 cần gạt cho với loa anh em nhé. Ở đoạn cuối video cửa hàng sẽ chèn những cái ảnh mà người ta chụp ở bên kia vào cho anh em. Cái ảnh mới trước khi cửa hàng nhập nó về. Đấy. Bây giờ cửa hàng sẽ đấu nhạc, mời anh em nghe qua. Giá báo là 2,5 triệu tại cửa hàng các bác nhé. 0941 891 914. Có lọc vào thì các bác nghe nhạc nó sẽ hay hơn rất nhiều. Nó đẹp quá lên rồi, phải nhỉ. Nhìn nó đã thấy phê. Vẫn bọc xốp từ hàng đấu giá mạng bên kia các bác nhá. Về chất âm của lọc giàn đại thì nó không khác gì một cái lọc to của Nhật các bác nhá. Thậm chí nó còn hay hơn luôn các bác ạ. Bởi vì lọc của dàn thì nó có cấu tạo không khác gì một cái lọc mà sản xuất size to. Chẳng qua là nó làm nó ghép vào bộ dàn thì cái kích cỡ nó làm nhỏ đi thế thôi. Cái hàng test nóng luôn. Hàng về cái quay luôn. Vì con này thì rất là háo hức khi nó khi đặt hàng họ. Đấy, bề đấu xong rồi, mời các bác cùng thưởng thức chất âm nha. Khi có lọc là đèn sẽ sáng đầu cần, như đây cửa hàng đang để ở mức thấp nhất cũng như là nguyên bản từ bên kia. Bây gạt lên. Và cái nút này là nút có lọc và không có lọc. Có đèn là có lọc. Đây đang chạy đường live.
chất âm của lọc giàn đại hoặc lọc nhật thì nói chung là nó là thuộc dạng tuyệt hảo rồi. Đó. Thì mẫu lọc này thì chất âm thì khỏi nghĩ luôn. Thì bất kể anh em sử dụng một mẫu lọc nhật nào thì nó cũng đều mang lại những chất âm rất hay. Nhưng mà cái con lọc này thì mang giá trị là rất mới và đẹp và giá vừa tiền. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Thích sưu tầm một sản phẩm xuất sắc hàng mạng hàng đấu giá. Đấy. Lọc Onkyo từ bên Nhật gửi về. Gồm có 3 đường tín hiệu vào cơ anh em nhé. Đường like, đường tép 1, tép 2. Còn nút này là nút có lọc và không có lọc này. Còn những nút này mình không dùng đến. Nút này là giảm âm thanh đi này. Còn nút này là kích âm thanh cao lên. Đấy, lúc ấy cửa hàng không nhả ra nên âm nó cũng giảm đi mất nhiều các bác nhá. Nó lắm nút nên là cửa hàng quên chưa bật. Nút này có tác dụng là giả sử cái âm ly nào nó khỏe quá ấy, thì anh em ấn vào để cho nó giảm âm đi, để nó nhẹ loa đi. Đấy, tác dụng của những cái nút kiểu đấy như vậy. Thì đường vào thì đang cắm vào đường like và xuất ra một đường. Nó có cái giá trị chơi và sưu tầm không đong đếm được với em nó. Xin nhấn mạnh anh em là con lọc này cửa hàng không mở ốc ra nha. Bởi vì nó không bị làm sao nên cửa hàng cứ để nguyên bản như vậy. Cần gạt cho hai vế loa. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip khá dài, bởi vì nó quay từ khi mà chưa cắm điện nên là nó sẽ lâu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Giá 2,5 triệu bao ship cho anh em.